tiên cho em gửi lời chào tới ban cố vấn Hương Giang và tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Em tên là Trần Quí Thịnh và em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm việc gì? Dạ, em đang mới thành lập một công ty về truyền thông và em đang muốn phát triển nó hơn nữa. Nhưng mà cho anh hỏi là em đến đây vì điều gì? Em xin chia sẻ với mọi người là em đã từng có một gia đình và có một bé trai nữa. Wow! Oh my god! Oh. Ủa vậy phải bờ đỏ chứ sao xanh? Dạ em đã từng Dạ đã từng có. Wow. Vào năm mấy tuổi? Dạ 21 tuổi. Oh. Và hôm nay khi mà em biết được chương trình nữ chính sẽ là Hương Giang, em rất hâm mộ nghị lực và cũng giống như là cái năng lượng của Hương Giang, cho nên em quyết định tham gia chương trình này. Một phần là em để mở lòng em hơn và em sẵn sàng để có một mối quan hệ với một người chuyển giới, đúng không? Em không có quan trọng là người đó là người như thế nào, em chỉ cần là người đó là người mang lại cảm xúc cho em. Ok, bây giờ Hương Giang mang đến cho em cảm xúc gì? Đầu tiên là em bối rối trước Hương Giang. Vì Hương Giang là một người phụ nữ mà em cảm thấy vừa xinh đẹp và vừa tài năng, rất giỏi. Em có ngại quen một người lớn tuổi hơn em không? Trong chuyện tình cảm thì vấn đề tuổi tác nó không quan trọng mà. Như em đã nói là vấn đề cảm xúc lần đầu tiên với nhau mới là cái vấn đề quan trọng. Em thì đầu chương trình đến giờ em tỏ ra rất là ngông cuồng, rất là tự tin ha. Thì điều đó đúng thôi. Tại vì anh nghĩ là một cậu bé đẹp trai, không, con nhà khá giả, được mọi người yêu thương như thế, và thậm chí sau cái câu chuyện em kể như vậy thì chắc chắn là cậu ta có những cái điều cậu ta đáng để được tự tin về bản thân mình. Nhưng mà tự nhiên khi em phát biểu, cách em nói chuyện cho anh thấy em luôn luôn cần một cái người trưởng thành hơn em để ghi em lại, bớt những cái nông nổi của mình, và em bị thu hút bởi một cái người trưởng thành và thông minh. Dạ đúng, dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Em từ đó đến giờ luôn, cái em luôn thích một người con gái là chững chạc và để hoàn thiện em hơn. Từ đó đến giờ. Trời ơi. Thật ra bạn này giống tôi lắm á. Tôi là cái người cuộc đời tôi chưa bao giờ quen gái nhỏ tuổi hơn tôi luôn. Toàn quen hồi cái hỏi ra lớn tuổi hơn hết trơn. Không, thực ra là bây giờ bạn ấy nói ra nha, thì thấy là bạn này bạn ấy cũng có cái mặt dễ thương ấy. Nhưng mà bạn biết anh Thành với bạn khác nhau cái chỗ nào không? Cái nết của anh Thành nha là giống bạn, là cũng ngông nghênh vậy đó. Thiệt, cái này Giang thân với anh Thành Giang biết. Nhưng mà người ta biết lúc nào người ta thể hiện ra và lúc nào thì không. Tức là Giang thì luôn luôn phân vân giữa cái việc là bạn có thích Giang hay là bạn cũng đến đây vì nhiều cái mục đích khác. Thật sự là như vậy, mình thẳng thắn với nhau. Nhưng mà nếu mà bạn thích Giang thiệt thì bạn có muốn biết lý do tại sao Giang không chọn bạn không? Em muốn biết hả? Nói thật lòng là không phải là bởi vì cái sự ngông nghênh đâu. Ngông nghênh thì Giang không có sợ. Tại vì có những người ta ngông nghênh với cả thế giới nhưng người ta lại rất là ấm áp với cái người phụ nữ của mình. Thì Giang không có sợ cái chuyện đấy. Đó là cái tính cách của bạn thôi, Giang không nói. Nhưng mà bạn thích quen một người phụ nữ mà trưởng thành và thông minh ấy. Nhưng mà người phụ nữ và trưởng thành và thông minh ấy thì họ cũng cần ở bên cạnh của họ là một người đàn ông, chứ không phải là một người con trai. Bạn hiểu ý Giang không? Đàn ông nó là gì? Là luôn luôn phải có cái sự bao dung đầu tiên. Trời sinh ra vốn dĩ người ta kêu mình phải mạnh, kêu bên kia phải đẹp, phải yếu là mình phải có lý do, đúng không? Làm gì làm cái đầu tiên đức tính cao đẹp nhất của người đàn ông là cái sự dũng cảm và bao dung. Thì đầu chương trình đến giờ cái cách em thể hiện cho nên người ta cảm nhận nó hơi lệch lạc một tí do cái cách biểu hiện của em. Nếu nghe em nói được trước đó nhiều hơn thì biết đâu người ta sẽ thay đổi cách nghĩ. Tại vì anh nghe em nói chuyện anh thấy em cũng là cái cậu bé như Giang nói đó, có thể láo cá với cả thế giới nhưng sẽ yêu cái người phụ nữ mình rất nhiều. Nhưng bây giờ cho anh hỏi nè, cái mối tình của em lúc đó tại sao lại tan vỡ? Anh chắc chắn là em yêu vội đúng không? Dạ không à. 21 tuổi là yêu vội chứ gì nữa mà không. Em không nghĩ đó là yêu vội à. Em và người cũ gặp nhau là lần đầu tiên là em gặp tiếng sét hay tình với bạn đó. Thì đó là vội đó em. Đó được gọi là vội đó em. Em nghĩ là mình quen nhau lâu hay là sớm nó không có quan trọng là đủ à. Sau đó hai bạn yêu nhau bao lâu? 3 năm hơn ạ. À, là sau đó có một em bé. Đúng rồi. Chia tay nhau vì lý do gì? Dạ chắc là vì quan điểm sống của em và người cũ không có hòa hợp được với nhau. Em là người sống như nào và bạn ấy là người sống như nào mà không hòa hợp? Em thì là người sống thiên về gia đình nhiều hơn, còn bạn đó là một người sống thiên về xã hội nhiều hơn. Này lạ nha. Rồi là sao em giải thích rõ hơn tí đi, anh hiểu về em hơn đi. Ngay từ bé là em đã không có một gia đình rồi. Em ở với ai? Em ở với mẹ, với bà. Ba mẹ em ly hôn từ lúc em mới có 3 tháng tuổi rồi. Cho nên là em thiếu thốn rất là nhiều cái tình cảm của gia đình. Và em nghĩ là ông trời đã không cho em một gia đình như bao người khác, thì em sẽ tự tạo một gia đình riêng của em. Và đó là cũng là cái lý do mà em có thể nói là kết hôn sớm rồi. Nhanh quá. Tại vì cái gì mình thiếu thì mình cần có. Cho nên là mình cũng muốn cái điều đó nó đến nhanh. Nhưng mà có lẽ là em hơi vội. Tại vì khổ thế này nè em ạ. Yêu á, nó là cái quá trình trải nghiệm tình yêu. Mình được phép yêu nhiều người, sau đó chia tay nhiều người, được hết á. Nhưng mà cưới á, nó khổ là gì nè, lôi ba má, lôi gia đình, lôi hết mọi người vô để chứng kiến. Thành thử ra là mình phải rất cạn suy khi mình đặt vấn đề về hôn nhân. Thì hôn nhân nó không giống như mình yêu. Hồi nãy em nói là đủ. Anh đồng ý với em là đủ tình cảm thì có thể hình thành được một quan hệ tình yêu nha. Không cần biết người đó xấu đẹp, giàu nghèo gì mình còn biết nha. Chỉ cần có đủ tình cảm là có thể hình thành được một mối quan hệ yêu đương. Nhưng để hình thành được một mối quan hệ gọi là hôn nhân, cần phải đủ trưởng thành, đủ trách nhiệm, đủ sự hiểu biết, đủ vị tha, đủ bao dung, đủ tử tế. Nó đủ thứ hết em. Thành thử ra nó khổ là khổ vậy đó. Thế bây giờ là sau cô ấy là bao lâu? Gần 2 năm mà. 2 năm? Dạ. Có ai theo đuổi em nhiều không? Dạ có. Sao em không yêu? Em sợ à. Sợ gì? Tại vì em sợ em lại vấp ngã giống như lần trước. Vấp việc ngã? Bộ yêu là phải cưới liền hả? Tại cái lúc sau khi kết thúc một mối quan hệ đó xong thì em cảm thấy em cần thời gian cho bản thân em nhiều hơn. Em cần thời gian để em có được mọi thứ nhiều hơn. Bây giờ anh hỏi nè, em đến vì Hương Giang. Ừ. Nãy nếu em được chọn, dạ. Em không ngại trước đó Hương Giang là ai hả? Dạ không ạ. Em vẫn sẽ hạnh phúc nếu như trong cái gia đình nhỏ em gây dựng chỉ có 2 thành viên chứ. Dạ hạnh phúc ạ. Tại vì Hương Giang là một người quá tuyệt vời à. Tài sắc vẹn toàn. Cho Giang hỏi nha, bạn cho rằng Giang là một cái người trưởng thành và thông minh đúng không? Rồi là có nhiều cái yếu tố bạn cần đúng không? Nếu mà Giang chọn bạn đi, bạn nghĩ là bạn có cái gì để đáp lại Giang? Cái cuộc sống của Giang thì chắc là đã bộn bề suy nghĩ và rất là mệt mỏi ở ngoài rồi. Thì khi mà mình về nhà với nhau á, thì cái điều mình cần là cái sự thoải mái và cái sự chia sẻ trong mọi việc. Thì mình luôn là người lắng nghe và luôn luôn là người chia sẻ. Luôn là người biết cách làm cho đối phương vui và cảm thấy thoải mái hơn. Trời ơi, vậy là mình hiểu lầm cái bạn này nhá. Lầm chứ. Cái lúc đầu là bạn này là gu số 2 đó. Là type số 2 mà tôi nói đó. Nhưng mà cái cách bạn ấy thể hiện làm cho bạn ấy bị đi xa cái đó nha. Thực ra là khi mà anh này càng chia sẻ thì em nghĩ rằng là không chỉ riêng em mà mọi người lại càng thấy gọi là thương và đồng cảm hơn ấy. Tại vì sao? Tại vì rằng là chính vì gọi là cái sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ đó nên đó mới tạo nên một cái vỏ bọc cho anh ấy mở ngoài như vậy. Nhưng mà cái vỏ bọc đấy thì vô hình chung nó lại tạo nên cái sự gọi là ngông nghênh. Thì thực ra là đấy, nãy giờ chia sẻ em phải quay sang em bảo với chị Giang là thực sự là thấy thương rất là nhiều hơn nữa. Thực ra thì Hoàng nghĩ là bạn đừng có sợ yêu ấy, cũng đừng sợ bắt đầu một mối quan hệ khác. Bởi vì thật ra từ nãy giờ anh Thành nói chuyện với bạn thì Hòa chỉ muốn nhắc lại một cái điểm mấu chốt là mặc dù là bạn yêu và kết hôn sớm, có 20-21 tuổi, nhưng mà bạn thật sự là một người đàn ông khi mà chấp nhận và vui vẻ sống với một đứa con trai ở cái tuổi đấy. Tức là bạn đủ cái trách nhiệm để bạn đối diện với cái điều đấy. Thì Hòa nghĩ đấy là một người đàn ông rồi. Còn chưa nói đến những cái khác về suy nghĩ ấy của bạn. Nhưng mà nếu mà hôn nhân tan vỡ thì điều đấy cũng là một điều bình thường trong cuộc sống. Vì không chỉ có một mình gia đình bạn tan vỡ. Nhưng Hoàng nghĩ là như thế này, tuổi thơ của bạn thì đã không đủ tình cảm rồi, cho nên đến bây giờ thì cũng có thể bắt đầu một mối quan hệ mới với bạn, nhưng mà cũng có thể điều đó sẽ giúp cho con trai của bạn nó cũng sẽ đầy đủ hơn. Vì Hoàng nghĩ đôi khi ấy, mẹ kế hay mẹ ruột ấy, nếu mình may mắn mình sẽ kiếm được một người rất là tốt với con trai của mình. Nhưng mà quan trọng là giờ nó ở với ai? Dạ em và người cũ của em thay phiên nhau chăm sóc và ở bên cạnh bé. Bây giờ em có là bạn của người cũ không? Hay là tụi em vậy thôi chứ không có liên lạc với nhau nữa? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là trong cái mối quan hệ đó em với bạn ấy ai sai nhiều hơn? Dạ nếu để nói là sai và đúng thì em không nghĩ là ai sai và cũng không nghĩ ai đúng mà. Tại vì mỗi người đều sẽ có những cái quan điểm và những cái lý lẽ riêng của mình. Chỉ trái quan điểm thôi đúng không? Dạ chỉ là trái quan điểm và tụi em không có hòa hợp cái quan điểm được với nhau thôi. Nãy em nói vì gia đình làm vì như thế nào? Em thích trong lúc nào cũng có tình yêu của gia đình. Em thích những bữa cơm của gia đình. Em thích gia đình cùng nhau, mình xem tivi, mình cùng nhau ăn, rồi mình cùng nhau đi du lịch. Giang nó nấu ăn dở. Quá đáng ghê. Em nấu ăn ngon. Em nấu ăn ngon. Bạn này là khác hẳn những gì bọn mình tưởng tượng nhá. Nếu tập tạ là thời gian đâu em nấu ăn. Dạ tại vì em tập gym cho nên là em biết nấu ăn. Em toàn nấu những món ăn riêng của em. Đúng rồi, đa phần gymer là thường nấu ăn, tính nấu ăn đúng cái. Giờ càng hỏi càng lòi ra nhiều cái hay nha. Không, nhưng mà đây vì như vậy nên cho Giang nói bạn này lúc đấy tại sao mà trước khi anh Thành lên Giang với anh Thành nhìn nhau. Bởi vì là hiểu lầm bạn, nghĩ bạn là cái người mà ngông nghênh rồi không có cái gì hết. Nhưng mà Giang nói bạn nghe này, cái bạn có ấy, là sự an toàn và sự ổn định. Cái đấy là cái mà người phụ nữ giống như bạn đang đi tìm ấy, trưởng thành, thành đạt, đôi khi họ chỉ cần cái điều đấy thôi. Cho nên ấy, cái vấn đề là ngày hôm nay bạn đến đây bạn mang theo quá nhiều áp lực. Cái hashtag cũng không phải là bạn luôn. Tại vì bạn nghĩ rằng là những cái người ở đây hay là Giang thích cái sự thú vị thì bạn hashtag cái đó, nhưng bạn hoàn toàn không phải là người thú vị. Bạn là người ổn định. Cho nên nếu lúc lấy bạn hashtag là ổn định hoặc gia đình, hoặc an toàn hay là chính bạn ấy là gia đình thì có khi câu chuyện nó sẽ khác. Anh ta để hashtag là thú vị là bởi vì anh ta muốn có một cuộc sống và bị thu hút bởi một người thú vị. Và với con người này là muốn trong cuộc sống thì phải thú vị mới ở nhau được. Mà đúng nha, anh này là em nghĩ rằng là đang rất là nghiêm túc với một cái mối quan hệ tiếp theo đó. Tại vì thực ra với tất cả mọi thứ của anh ý, ngoại hình và tất cả mọi thứ như này rất là nhiều cô gái sẽ thích. Nhưng mà tại sao anh lại không chọn là vì anh ấy đang muốn nghiêm túc. Nghĩa là sẽ không thể nào có một cái lần đổ vỡ tiếp theo nữa. Đó, em nghĩ là như vậy đó. May lát gà nhà xe để lại số điện thoại cho ban biên tập. Để lại đi, đúng rồi. Biết đâu nó gãy mối kia nó gọi em. Đúng rồi, để lại số điện thoại đi. Chứ chưa chắc đâu, cuộc đời mà không. Thí dụ nó gãy mối kia nó kiếm em là second hand, em có quê không? Dạ không. Không đúng không? Hơn nhau là có duyên thôi đúng không? Đúng không? Hơn nhau có duyên đúng không? Dạ. Đúng rồi. Ngày chơi game mà đúng không cưng? Dạ. Biết đâu chừng dính thiệt chứ đúng không? Chuẩn. Anh giả bộ nói vậy lát người kia ra anh chối nha. Thật ra là bạn này nhăn là vì bạn bối rối thật đấy. Chứ không phải là vì bạn ấy... Chết thật cơ chứ. Với cả là càng nói chuyện ạ, thì em càng chẳng ra thì thật ra cái từ ngông nghênh với bạn là không đúng. Bạn ấy thể hiện bằng ngôn ngữ hoặc là cái kinh nghiệm mà để diễn nói trước chuyện. Mọi người hoặc là tham gia game show bạn ấy kém. Bạn ấy không có cái kinh nghiệm về giao tiếp. Vậy là không, nhưng mà nói về thì vậy thế là này chúng ta đều sai, bạn là không sai, chúng ta sai. Không. Bạn sai chứ. Sai, phải sai nha. Chúng ta không sai nha, bạn sai nha. Vậy hả? Sai cách thể hiện đó. Ok, hôm nay nói chuyện càng nói thì sẽ càng hay nha. Em thì em làm tranh bắt đầu cũng có cảm tình với em rồi đấy. Bây giờ muốn cái gì nói một lời với người ta, gây vương vấn cũng được. Hồi nãy Thịnh có bên trong và Thịnh cũng có nghe những lời chia sẻ của Giang. Thì Thịnh không hiểu là Giang không tự tin về cái gì của bản thân mình. Tại vì Thịnh thấy Giang đang là một người quá tuyệt vời, một người bản lĩnh và một người rất là tài giỏi. Chỉ là những người kia không biết trân trọng Giang thôi. Rồi sẽ có người trân trọng Giang và yêu tất cả con người của Giang. Thành tin là vậy. Chị đây mới là anh đó. Đây mới là con người anh đó. Nói sớm cái là. Mà người đó có thể là em không? Dạ em thì em đứng ngoài bãi xe em đợi. Ôi đấy nha. Đi kéo trễ. Nhanh. Đón xem Người Ấy Là Ai mùa 3 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vie Giải Trí. VieON luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. VieON không thể rời mắt.